Ủa Hana, hồi sáng tôi có làm bánh quy á, nên là giờ tôi rảnh tôi mang sang cho ông ăn nè. Cảm ơn bà nha, bà giỏi thiệt á. Để tôi mở cho. Ủa mà hôm nay mọi người không tập ở đây hả? Tôi cũng không biết nữa. Mà quên không, ngày thường á là ông chỉ có tập nhảy thôi hả, có làm cái gì khác không? Thì bình thường tôi cũng chơi game, nghe nhạc. Cảm ơn bà. Với cả coi phim nữa, tôi rất thích coi phim nha. Ông thích coi phim gì? Thì bà có biết bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không? Cái gì? Ông coi phim đó thiệt á hả? Con trai mà sao coi mấy cái phim gì mà sáng suốt vậy? Đấy, có sao đâu. Tôi thích xem phim ấy là bởi vì chị nữ chính ấy, vừa xinh đẹp lại còn diễn rất đạt nữa chứ. Vậy là cái chị nữ chính phim đó là mẫu người của ông luôn á hả? Để đúng hơn là mẫu người của tất cả các người đàn ông mới đúng chứ. Chị vừa xinh đẹp này, lại còn dịu dàng nữa. Với cả nếu một chút năng động nữa thì càng dễ thương. Nhưng mà tôi lại thích có một chút đảm đang nữa, thì sẽ làm tôi thêm cảm động hơn á. Vậy là cái mẫu người đó giống tôi đúng không? Bánh ngon quá ha. mà Inna, cho tôi nói với ông một vài thứ được không? Bà nói đi, mình là bạn mà. Ông là mẫu người mà tôi thích đó. Với lại tôi thấy tôi cũng giống cái mẫu người mà ông thích nữa. Vậy sao tôi với ông không thành một cặp đi? Bà giỡn với tôi thì không có vui nha. Tôi nói thiệt á. Hana, tôi cũng thích bà. Nhưng mà tôi chỉ thích như một người bạn thôi. Ông nói vậy là sao? Xin lỗi, nhưng quả thật tôi chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò với bà. Tôi nghĩ chúng ta không hề hẹn hò với nhau đâu. Là tại vì ông thích việc thi rồi đúng không? Tôi nói đúng quá chứ gì? Chuyện tôi thích ai không liên quan trong chuyện này. Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta chỉ nên là bạn thôi. Thôi đi, cái tình bạn đó tôi không cần.